Xin chào các bạn, lợn rừng là một loài động vật hoang dã có sức mạnh và kích thước lớn. Nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy những con lợn rừng khổng lồ có trọng lượng lên đến 400kg chưa? Những con lợn rừng này được gọi là quái vật lợn rừng. Vậy những con lợn rừng này đến từ đâu và những người thợ săn đã sử dụng những giải pháp nào để đối phó với chúng? Hãy cùng chúng tôi khám phá hành trình những người thợ săn chế ngự những con quái vật lợn rừng này trong video ngày hôm nay nhé! Lợn rừng còn được biết đến với tên gọi là lợn rừng châu Âu, là loài động vật hoang dã có kích thước và trọng lượng lớn. Một con lợn rừng trưởng thành thường có chiều dài từ 1,2 đến 2,4 mét tính đến đuôi. Chiều cao tính đến vai khoảng từ 0,6 đến 1 mét và có trọng lượng trung bình từ 50 đến 200kg. Tuy nhiên, một số cá thể có thể nặng hơn 300kg tùy thuộc vào điều kiện môi trường và nguồn thức ăn. Lợn rừng có bộ lông dày và thô, màu sắc có thể là màu nâu và đen hoặc các màu sắc pha trộn khác. Chúng là động vật ăn tạp, tiêu thụ đa dạng các loại thức ăn như các loại hạt ngô cốc, cây cỏ và thậm chí là xác động vật. Đáng chú ý nhất là khả năng sinh sản mạnh mẽ với khả năng sinh ra nhiều con trong một năm. Ngoài ra, chúng có khả năng tấn công con người, do đó chính quyền địa phương thường khuyến cáo người dân tránh xa những khu vực mà lợn rừng thường xuyên xuất hiện. Theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào năm 2011, tiến hành tại 11 bang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lợn rừng gây hại, bao gồm các bang Alabama, California, Florida, Texas và các bang khác. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự ảnh hưởng to lớn của lợn rừng đối với việc sản xuất nông nghiệp, bao gồm ngô, đậu nành, lúa mì và các loại cây trồng khác. Cụ thể, nghiên cứu đã ước tính chi phí thiệt hại hàng năm mà người nông dân ở các bang được khảo sát phải chịu lên đến gần 700 triệu đô la Mỹ. Để giảm thiểu những thiệt hại do lợn rừng gây ra, chính phủ và người dân Mỹ đã áp dụng các giải pháp săn bắn để kiểm soát chúng. Chúng ta hãy cùng người thợ săn vào rừng để theo dõi quá trình săn bắn lợn rừng khổng lồ nhé! Những người thợ săn này đã chọn một vị trí cao để thuận tiện cho việc quan sát và ngắm bắn lợn rừng. Có thể bạn chưa biết, lợn rừng là loài động vật có tốc độ di chuyển rất nhanh, tối đa lên đến 40 km/h. Do đó, để ngắm bắn lợn rừng ở khoảng cách xa và tốc độ di chuyển nhanh như vậy, đòi hỏi thợ săn phải có kỹ năng săn bắn tốt. Người thợ săn này quả thực là có kỹ năng săn bắn tuyệt vời, anh ta đã liên tiếp hạ gục rất nhiều con lợn rừng cùng một lúc. Con lợn rừng khổng lồ này đã phải sử dụng gen đâng để di chuyển nó. Như các bạn đã thấy, kích thước của nó thật ấn tượng. Chiều dài của nó còn hơn cả chiều cao của người thợ săn đấy. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi thợ săn di chuyển con lợn rừng này về điểm tập kết để xem trọng lượng của nó nhé. Các bạn không nhìn nhầm đâu, con lợn rừng này có trọng lượng 390kg đó. Nếu bạn yêu thích việc săn bắn lợn rừng khổng lồ, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục, chúng ta hãy cùng nhau đến với cuộc thi săn lợn rừng The Wild Country Hog Contest 2021 nhé! Theo thể lệ cuộc thi, các thợ săn sẽ có 28 ngày bất kể điều kiện thời tiết để săn những con lợn rừng có trọng lượng lớn nhất có thể. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi con lợn rừng được giải nhất cuộc thi năm nay. Con lợn rừng này có trọng lượng 373 pound, tương đương 169kg. Các bạn có thể thấy, người thợ săn rất vui mừng vì họ đã giành được giải nhất cuộc thi năm nay với giải nhất là 56.000 đô la Mỹ. Nếu có cơ hội, bạn có sẵn sàng tham gia cuộc thi này không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với cuộc thi Can Am Own Hog Contest 2022 được tổ chức tại bang Texas. Mục đích chính của cuộc thi không phải là giảm số lượng lợn rừng hoang dã, mà là tuyên truyền cho người dân về tác hại của lợn rừng và tạo điều kiện cho cộng đồng săn bắn, gặp gỡ, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm. Điểm nổi bật của cuộc thi này chính là quy mô lớn với 37 đội tham dự. Mỗi đội gồm tối đa 4 thành viên. Các đội được khuyến khích sử dụng mọi phương pháp săn bắn hợp pháp, trừ việc săn từ máy bay trực thăng.
chúng ta cùng nhau theo dõi một trong những con lợn rừng có trọng lượng ấn tượng của cuộc thi năm nay nhé. Con lợn rừng này có trọng lượng 359 pound, tương đương 162 kg. Thật ấn tượng, phải không các bạn? Các bạn cảm thấy video hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn! Ngoài phương pháp săn bắn, phương pháp bẫy cũng được các thợ săn sử dụng để săn bắt những con lợn rừng khổng lồ. Bẫy thả là một loại bẫy hiệu quả được thiết kế lồng bẫy treo trên cao giúp cho lợn rừng có thể nhìn xuyên qua bẫy từ mọi phía, cho chúng cảm giác an toàn hơn. Điểm đặc biệt là bẫy thả còn có khả năng kích hoạt từ xa thông qua Internet. Ngoài ra, loại bẫy này rất dễ tháo lắp và di chuyển đến vị trí khác. Các bạn có thể thấy là những con lợn rừng này đã bị thu hút bởi mồi trong bẫy và chúng đang ăn mồi một cách ngon lành. Thật bất ngờ, chiếc bẫy đã sập xuống và chúng không thể trốn thoát. Các thợ săn thường sẽ thu hoạch lợn rừng vào sáng sớm ngày hôm sau. Họ sẽ sử dụng xe kéo để vận chuyển lợn rừng về điểm tập kết. Hãy cùng chúng tôi theo dõi cân nặng của con lợn rừng này nhé! Các bạn có thể thấy, người thợ săn đang sử dụng hết sức mạnh của mình để nâng con lợn rừng lên. Điều này có thể thấy là trọng lượng của nó không hề nhẹ. Con lợn rừng này có trọng lượng là 300 pound, tương đương 136 kg. Tiếp tục, chúng ta sẽ theo dõi một người thợ săn với một nhiệm vụ là hạ gục con lợn rừng đang gây hại trong khu vực mà anh ta đang sinh sống. Rất nhanh chóng, anh ta đã hạ gục con lợn rừng khổng lồ này. Các bạn thấy là răng nanh của con lợn rừng này có đáng sợ không? Những người thợ săn đang di chuyển lợn rừng về nhà để cân trọng lượng. Các bạn thấy rằng bốn người đàn ông khỏe mạnh này vận chuyển con lợn rừng có vẻ như là khá vất vả. Các bạn có đoán được trọng lượng của nó nặng bao nhiêu kg không? Hãy tiếp tục theo dõi cùng chúng tôi nhé! Con lợn rừng này có trọng lượng là 283 pound, tương đương 128 kg. Nếu các bạn săn một con lợn rừng khổng lồ như vậy, các bạn sẽ sử dụng nó vào mục đích gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn! Đối với những đàn lợn rừng nhỏ hơn, thợ săn có thể sử dụng bẫy lưới để bẫy chúng giống như thế này. Tuy nhiên, nếu đối phó với những con lợn rừng lớn hơn thì bẫy cần phải được thiết kế bằng các vật liệu chắc chắn hơn. Lợn rừng thường chọn sống gần nguồn nước vì nước đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của chúng. Nguồn nước không chỉ cung cấp nước uống cần thiết mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc sinh sản và chăm sóc con non. Ngoài ra, môi trường dưới nước thường đa dạng, cung cấp nhiều nguồn thức ăn cho chúng. Hiểu được hành vi sinh học của lợn rừng, những người thợ săn thường tìm kiếm lợn rừng gần các đầm lầy, hồ nước và bờ sông trước khi mùa săn bắn bắt đầu. Trước khi bắt đầu mùa săn bắn, nông dân phối hợp với thợ săn để xác định vị trí của đàn lợn rừng để săn bắn. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại trong mùa màng. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giảm bớt vì rất khó để loại bỏ hoàn toàn những con lợn rừng này do sự thích nghi với môi trường sống tốt và nguồn thức ăn dồi dào. Thợ săn có thể thoải mái lựa chọn bữa ăn ngon nhất cho mình sau khi săn bắn được lợn rừng. Họ thường sẽ chọn những con lợn rừng mới lớn với thịt mềm và thơm ngon. Lợn rừng là loài động vật thông minh trong việc sinh tồn, chúng thường hoạt động về đêm. Hành vi này không chỉ giúp chúng tránh nhiệt độ cao vào ban ngày mà còn đảm bảo an toàn bằng cách tránh các loài săn mồi. Ngoài ra, việc kiếm ăn vào ban đêm không chỉ giúp chúng tiết kiệm năng lượng từ thức ăn hiệu quả hơn mà còn cho phép chúng tận dụng môi trường đa dạng và độc đáo vào ban đêm. Thói quen này là một sự thích nghi cao và linh hoạt trong thế giới tự nhiên của lợn rừng.
Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ bao gồm thiết bị hồng ngoại và vũ khí hiện đại, việc săn bắt lợn rừng đã trở nên hiệu quả hơn, đặc biệt là vào ban đêm khi chúng hoạt động mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc quản lý lợn rừng cần được tiến hành một cách có trách nhiệm với sự tham gia của cộng đồng địa phương, các nhà khoa học và chính phủ nhằm đảm bảo rằng hoạt động săn bắt không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Phải nhấn mạnh rằng mục tiêu không chỉ là giảm thiểu thiệt hại do lợn rừng gây ra cho nông nghiệp mà còn bảo vệ sự tồn tại lâu dài của chúng trong tự nhiên. Hiện nay, có khoảng 2,6 triệu con lợn rừng trải rộng khắp các tiểu bang của Mỹ. Hàng năm, chúng gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ cho hệ sinh thái, ngành nông nghiệp và con người. Chúng thường xuyên xâm nhập vào khu vực cánh đồng nông nghiệp để tìm kiếm thức ăn. Chúng có thể cạm nhấm và phá hoại cây trồng, gây thiệt hại lớn cho nông sản của người nông dân. Chúng cũng gây thiệt hại đến môi trường tự nhiên, chúng có thể đào bới và làm hỏng cảnh quan tự nhiên, gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, lợn rừng là nguyên nhân gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông hàng năm. Các vụ tai nạn thường xảy ra gần các khu vực rừng, gây thiệt hại cho tính mạng và tài sản của con người. Do đó, nếu bạn tham gia giao thông gần các khu vực thường xuyên có lợn rừng xuất hiện, hãy chú ý đến tốc độ để đảm bảo an toàn các bạn nhé! Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến với khu bảo tồn săn bắn Spartan nằm ở phía nam tiểu bang Michigan của Mỹ để chứng kiến những thợ săn hạ gục một con lợn rừng khổng lồ. Các bạn đừng nghĩ rằng đây là những con lợn nhà thông thường nhé. Thực tế, chúng là loài lợn rừng lai, tổ tiên của chúng là lợn nhà, do đó chúng có ngoại hình tương đối giống với lợn nhà nuôi đấy. Các bạn có thể thấy người thợ săn đang tập trung ngắm bắn vào con lợn rừng khổng lồ này và chỉ với một viên đạn, anh ta có thể hạ gục con lợn rừng này. Các bạn có đoán được con lợn rừng này nặng bao nhiêu kg không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi người thợ săn cân trọng lượng của nó nhé! Con lợn rừng này có trọng lượng thật ấn tượng, nó nặng khoảng 500 pound, tương đương với khoảng 227 kg đấy. Nếu các bạn cảm thấy trọng lượng của con lợn rừng này thật là ấn tượng thì hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục, hãy cùng chúng tôi đến với cuộc thi săn lợn rừng Wild Country Hog Contest năm 2022. Được tổ chức tại Wild Country, Texas, Hoa Kỳ, đây là một sự kiện đặc biệt được tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia của những người thợ săn chuyên nghiệp. Trong cuộc thi này, các thợ săn tham gia vào việc săn bắn lợn rừng với quy tắc là người săn bắn được con lợn có trọng lượng lớn nhất sẽ giành giải thưởng cao nhất. Con lợn rừng đặc biệt này đã phải sử dụng xe nâng để vận chuyển, chắc hẳn là trọng lượng của nó sẽ rất ấn tượng phải không nào? Con lợn rừng này đạt trọng lượng là 459 pound, tương đương với khoảng 208 kg. Với trọng lượng này, con lợn rừng này đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi năm nay với giải thưởng lên đến 77.000 đô la Mỹ.
Chúng ta tiếp tục hành trình đến với một khu rừng, nơi một nhóm thợ săn đang di chuyển một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị để ngắm bắn một con lợn rừng khổng lồ. Các bạn có nhìn thấy con lợn rừng này sau các tán cây không? Sau vài phát đạn, con lợn rừng đã gục ngã trước sức mạnh của thợ săn. Chiếc xe nâng được sử dụng để cân trọng lượng của con lợn rừng này. Con lợn rừng này có chiều dài khoảng 2,1 mét và trọng lượng khoảng 450 pound, tương đương với khoảng 204 kg. Các bạn hãy để lại cảm nhận về video hôm nay cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Trước mắt các bạn, một người thợ săn đang ngụy trang trong chiếc lều của mình để chờ đợi săn bắn lợn rừng. Anh ta đã chuẩn bị các loại mồi mà lợn rừng yêu thích để dẫn dụ chúng. Người thợ săn này đã sử dụng một loại vũ khí đặc biệt, đó chính là cung tên. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, anh ta đã bắn chính xác con lợn rừng với một mũi tên duy nhất. Kỹ năng sử dụng cung tên của người thợ săn này thật là tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ cùng người thợ săn này về nhà của anh ta để xem trọng lượng của con lợn rừng này nhé. Đây là con lợn rừng lớn nhất mà người thợ săn này đã săn được. Nó có trọng lượng là 347 pound, tương đương với khoảng 157 kg. Nếu các bạn săn được một con lợn rừng to lớn như thế này, các bạn sẽ sử dụng nó vào mục đích gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Ngoài phương pháp săn bắn, phương pháp bẫy cũng được các thợ săn sử dụng để săn bắt những con lợn rừng khổng lồ. Thợ săn sử dụng những bẫy lồng được làm từ các vật liệu chắc chắn như sắt hoặc thép. Những vật liệu này đảm bảo chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của những con lợn rừng khổng lồ. Sau đó, họ đặt những loại mồi yêu thích của lợn rừng vào trong bẫy như các loại hạt ngũ cốc và chờ đợi chúng vào bẫy. Khi lợn rừng sập vào bẫy, họ sẽ thu hoạch chúng vào buổi sáng ngày hôm sau. Để thuận tiện cho quá trình vận chuyển lợn rừng về điểm tập kết, thợ săn sẽ sử dụng xe kéo để hỗ trợ công việc này. Hãy cùng chúng tôi theo dõi thợ săn cân trọng lượng con lợn rừng này. Các bạn có thể thấy là người thợ săn đang sử dụng hết sức để nâng con lợn rừng lên. Điều này chứng tỏ cân nặng của nó không hề nhẹ đâu nhé. Con lợn rừng này có trọng lượng là 294 pound, tương đương với khoảng 133 kg. Tiếp theo, chúng ta hãy theo dõi những người thợ săn trong những buổi săn lợn rừng buổi đêm của họ. Khi màn đêm buông xuống là lúc lợn rừng đi tìm kiếm thức ăn nhiều nhất. Đó là thời điểm mà những thợ săn đêm sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm của họ để hạ gục chúng. Để săn đêm hiệu quả, các thợ săn thường sử dụng súng ngắm nhiệt hoặc thiết bị hồng ngoại để dễ dàng phát hiện lợn rừng và hạ gục chúng. Trước khi tham gia săn bắn ở Mỹ, hãy đảm bảo là bạn có giấy phép săn bắn hợp lệ. Yêu cầu về giấy phép có thể thay đổi tùy theo từng bang. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn hãy kiểm tra và đảm bảo rằng thiết bị săn bắn của bạn hoạt động tốt. Sử dụng các thiết bị bảo vệ như kính và quần áo bảo hộ để đảm bảo an toàn khi săn bắn là điều rất quan trọng. Hãy luôn tôn trọng các loài động vật khác và chỉ bắn lợn rừng trong phạm vi và thời gian quy định thôi nhé. Tuân thủ quy tắc đạo đức khi săn bắn và đảm bảo rằng bạn thu dọn toàn bộ rác thải tạo ra trong
trong suốt hoạt động săn bắn, bao gồm việc thu dọn vỏ đạn và các vật dụng không cần thiết khác. Tại các nước châu Á, truyền thống nuôi ếch có từ hàng ngàn năm nay. Nuôi ếch đã trở thành một ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận cao, nhất là trong bối cảnh môi trường sống tự nhiên của các loài ếch đang bị tàn phá và tác động từ biến đổi khí hậu. Bạn có biết rằng Việt Nam chúng ta được coi là một trong những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu ếch trên thế giới không? Với nền kinh tế nông nghiệp đa dạng và điều kiện tự nhiên phong phú, nuôi ếch đã trở thành một ngành công nghiệp đáng chú ý, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình và cộng đồng người dân. Thật ra, bắt đầu một trang trại ếch là một ý tưởng tuyệt vời đấy. Bạn có biết tại sao tôi lại nói như vậy không nào? Chỉ với khoảng 2.500 đồng, bạn có thể sở hữu một con ếch con. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn bắt đầu một trang trại ếch, bạn chỉ cần đầu tư khoảng 3 triệu đồng ban đầu thôi. Thật là tuyệt vời phải không nào? Hãy bình luận số 2 nếu các bạn muốn sở hữu một trang trại ếch nhé. Cảm ơn các bạn. Để bắt đầu quá trình sinh sản, các con ếch đực sẽ được tiêm một loại thuốc để kích thích quá trình giao phối. Sau đó chúng được thả vào các bể riêng biệt đã được chuẩn bị trước đó. Quá trình giao phối của ếch thường bắt đầu khi các con ếch được phát ra tiếng kêu đặc trưng để thu hút ếch cái. Khi một con ếch cái bị thu hút, nó sẽ tiến lại gần ếch đực. Sau đó, ếch đực sẽ được giao phối với ếch cái bằng việc ếch đực ôm lấy ếch cái từ phía sau. Trong tư thế này, ếch đực sẽ tiến hành phóng tế bào sinh sản vào các quả trứng sau khi ếch cái đẻ. Thông thường, mỗi lần ếch cái có thể đẻ từ 1.000 đến 4.000 trứng mỗi con. Mỗi năm, ếch có thể sinh sản từ 3 đến 4 lần. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào từng loài ếch cụ thể, điều kiện môi trường và chế độ chăm sóc của từng trang trại. Sau khi ếch đẻ trứng, người nông dân sẽ thu tập trứng để cho vào một bể được chuẩn bị sẵn để ấp trứng. Trung bình sẽ mất khoảng 7 đến 10 ngày để trứng nở thành nòng nọc, tùy thuộc vào điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm. Thời gian biến đổi từ nòng nọc trở thành ếch con sẽ mất khoảng 28 đến 30 ngày. Giai đoạn này, chúng sẽ trải qua quá trình biến đổi, phát triển phổi, mất đuôi và mọc chân. Ở giai đoạn này, chúng đã phát triển cả phổi và chân nhưng vẫn nhỏ hơn và ít phát triển hơn so với ếch trưởng thành. Các nông dân thường tách ếch con ra khỏi các bể hoặc là chuồng riêng biệt như một phần của quy trình nuôi ếch. Bạn có biết tại sao họ làm như vậy không? Sự tách biệt này phục vụ một số mục đích như quản lý sự phát triển của ếch, theo dõi sức khỏe, cung cấp môi trường sống thoải mái và điều kiện sống tối ưu cho sự phát triển của chúng. Việc quản lý chất thải trong môi trường nuôi ếch đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường sống tốt cho chúng. Ếch thải ra nhiều chất thải gây ô nhiễm cho môi trường nước nuôi. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, người nông dân cần thực hiện việc thay nước định kỳ khi môi trường nước nuôi trở nên ô nhiễm và gây mùi hôi. Đặc biệt, khi thời tiết nắng nóng khiến tình trạng ô nhiễm có thể diễn ra nhanh chóng. Các bạn hãy để lại cảm nhận về video hôm nay cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Việc thay nước định kỳ cũng giúp ếch ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại, từ đó bảo vệ sức khỏe của ếch.
Tuy nhiên, trong quá trình thay nước, cần phải thực hiện nhẹ nhàng để tránh làm ếch hoảng sợ, gây ra hiện tượng trật ngã, mất ăn hoặc thậm chí là gây tổn thương và tử vong do vỡ bụng. Thức ăn cho ếch phải là các nguyên liệu chất lượng cao để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu. Các thành phần này có thể bao gồm bột cá, bột đậu nành, các loại ngũ cốc, vitamin, khoáng chất và các phụ gia thiết yếu khác cho sức khỏe và sự phát triển của ếch. Các viên thức ăn được sản xuất để nổi lên trên mặt nước, cho phép đàn ếch dễ dàng tiếp cận thức ăn. Thông thường, ếch trưởng thành được cho ăn 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng từ 7 đến 8 giờ và vào buổi chiều từ 5 đến 6 giờ. Trong khi đó, ếch nhỏ hơn có thể được cho ăn 3 lần mỗi ngày. Việc cho ếch ăn đúng giờ là rất quan trọng vì khi chúng đói có thể dẫn đến hành vi cắn nhau, gây thương tích và tổn thương. Mức độ cung cấp thức ăn cho ếch cũng cần cân đối vào kích thước và độ tuổi của chúng nữa. Thời gian nuôi ếch từ khi là nòng nọc đến khi có thể thu hoạch thịt thường dao động khoảng từ 4 tới 6 tháng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mục đích nuôi, điều kiện môi trường, loài ếch và phương pháp chăn nuôi. Quá trình thu hoạch ếch là một nhiệm vụ tỉ mỉ được thực hiện bởi các nông dân tận tâm. Khi ếch đạt trọng lượng phù hợp với thị trường, các nông dân sẽ thu hoạch chúng bằng cách cho vào các túi lưới. Mỗi túi được thiết kế có thể chứa khoảng 15-20kg ếch. Quá trình chế biến ếch tại nhà máy được thực hiện một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Thịt ếch sẽ được rửa sạch và ngâm trong bể nước lạnh với nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ C để loại bỏ hết máu còn sót lại. Các công nhân sẽ cắt tỉa thịt ếch bằng kéo, loại bỏ da thừa, nội tạng và các vết máu bên ngoài. Sau đó, ếch sẽ được chuyển đến dây chuyền đông lạnh, nơi công nhân sắp xếp thịt ếch hoàn thiện một cách gọn gàng trên dây chuyền. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhiệt độ sau khi đông lạnh phải nhỏ hơn hoặc bằng âm 8 độ C. Sau đó, thịt ếch sẽ được đóng gói và chuyển đến các siêu thị và cửa hàng. Tôi thực sự không hiểu tại sao nhiều người lại thấy món ếch này không ngon. Tôi nghĩ có thể là họ chưa có cơ hội thử qua thôi. Tin tôi đi, nếu bạn thử món ếch này chỉ một lần, bạn chắc chắn là sẽ thay đổi suy nghĩ đấy. Thịt ếch là một nguồn protein tốt. Protein là yếu tố cần thiết cho sự phát triển cơ bắp, sự phục hồi sau khi tập luyện và sự duy trì cân nặng lý tưởng. Thịt ếch cung cấp một lượng lớn protein chất lượng cao giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách hiệu quả. Ngoài ra, thịt ếch cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Đặc biệt, nó giàu vitamin B12, một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển tế bào hồng cầu và sự hoạt động của hệ thần kinh. Thịt ếch cũng cung cấp selen và kẽm, hai khoáng chất quan trọng cho sự chống oxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Săn bắn quá mức là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có cả hươu. Hươu bị săn bắt vì thịt, da và sừng của chúng. Với nhiều ứng dụng trong y học và làm đẹp, cùng với mức giá cao từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ cho mỗi bộ sừng hươu, do đó, việc săn bắn trái phép đã gia tăng ở nhiều khu vực, dẫn đến sự suy giảm của quần thể hươu hoang dã.
Đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do săn bắn quá mức, hươu đã được thuần hóa và nuôi dưỡng tại trang trại. Điều này mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ quần thể hươu, cung cấp nguồn thực phẩm và sản phẩm quý giá khác từ hươu và thúc đẩy phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương. Giống hươu phổ biến nhất được nuôi ở Siberia, nước Nga là Maran hay còn được gọi là hươu đỏ Lý Hải hoặc là hươu đỏ miền Đông. Chúng có nguồn gốc từ các khu vực giữa Biển Đen và Biển Caspian như Crimea, Tiểu Á và vùng núi Caucasus, giáp với châu Âu và châu Á. Hươu Maran nổi tiếng với kích thước lớn, thường có chiều cao tính đến vai là khoảng 1,4m và trọng lượng có thể lên đến 230-320kg ở các cá thể trưởng thành. Đặc biệt, chiếc sừng của hươu Maran rất lớn, có thể dài đến hơn 1m và nặng hơn 10kg. Hươu Maran là động vật hoang dã đã được thuần hóa. Chúng dễ dàng nuôi và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Siberia. Hươu Maran đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của người dân Siberia. Ngành sản xuất thịt hươu ở Siberia vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ vào diện tích đất rộng lớn và nguồn thức ăn tự nhiên phong phú. Chính phủ Nga đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp nuôi hươu ở Siberia như cung cấp giống chất lượng cao và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các nông dân. Thời gian mang thai của hươu thường kéo dài từ 5 đến 7 tháng, thường diễn ra vào giữa mùa xuân. Tháng 5 đến tháng 6 là thời điểm lý tưởng cho sự sinh sản của chúng. Hươu thường sinh một con mỗi lần, mặc dù có trường hợp sinh đôi hoặc thậm chí là sinh ba, nhưng điều này không phổ biến. Hươu con thường bú sữa mẹ trong những tuần đầu đời trước khi chuyển sang ăn thức ăn rắn. Chỉ sau vài tháng, chúng có thể nặng tới 27-32kg. Trong khoảng thời gian này, chúng sẽ bắt đầu mạo hiểm ra ngoài nhiều hơn. Hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nếu các bạn yêu thích những chú hươu này nhé. Cảm ơn các bạn! Hiện tượng tử vong của hươu trong quá trình nuôi dưỡng gây ra nhiều khó khăn. Nỗi lo của các nông dân là bệnh tật có thể lan rộng đến những con hươu khỏe mạnh khác, ảnh hưởng đến kinh tế của họ. Để phòng ngừa tử vong ở hươu, nông dân cần đảm bảo tiêm phòng đầy đủ cho chúng để ngăn chặn bệnh tật, cung cấp đủ thức ăn và đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho hươu, vệ sinh chuồng trại thường xuyên để đảm bảo môi trường sống sạch sẽ cho hươu. Hươu sau khi nuôi khoảng 1 đến 2 năm thường có thể thu hoạch thịt, nhung cũng như lông và da. Trong khoảng thời gian này, hươu được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi cẩn thận để đảm bảo sự phát triển tối ưu về trọng lượng và chất lượng. Bạn có biết rằng ngành công nghiệp chăn nuôi hươu ở Siberia đang phát triển nhanh chóng và chứng tỏ mang lại lợi nhuận lớn cho các nông dân chăn nuôi không? Thịt hươu là lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng được đánh giá cao về hương vị thơm ngon. Nhu cầu đối với thịt hươu đang tăng lên, đặc biệt là ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. So với các loại thịt đỏ khác, thịt hươu có giá trị cao hơn. Giá bán thịt hươu có thể dao động từ 10 đến 40 đô la Mỹ cho một bao, tùy thuộc vào chất lượng của thịt. Điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, làm cho ngành sản xuất thịt hươu ở Siberia trở thành một trong những ngành chăn nuôi mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế. Da và lông hươu mang lại cho người dùng cảm giác sang trọng và tinh tế, không giống bất kỳ loại da nào khác. Với độ bền bỉ, da hươu có thể chịu đựng được ma sát cao và ít bị chảy xước, đảm bảo sản phẩm làm từ da hươu giữ được vẻ đẹp tự nhiên ngay cả sau nhiều năm sử dụng. Hơn nữa, những sản phẩm từ da hươu mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng, giúp người sử dụng cảm thấy rất thoải mái và thích thú khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, với các hoa văn tự nhiên độc đáo, mỗi sản phẩm da hươu đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của người sử dụng.
Video hôm nay các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi nhé! Da hươu được sử dụng để làm túi xách, găng tay hoặc giày dép. Đây không chỉ là biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế, mà còn là lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích sự độc đáo và chất lượng đấy. Các bạn có biết một con hươu mỗi năm có thể thu hoạch được bao nhiêu kg nhung không? Trung bình, một con hươu đực có thể thu hoạch được khoảng từ 0,5 đến 1 kg nhung. Điều này còn tùy thuộc vào loài và kích thước của chúng. Để đảm bảo an toàn cho cả hươu và người thu hoạch, hươu sẽ được giữ chặt hoặc cây me trong quá trình thu hoạch. Sau khi cắt rừng, người ta thường bôi một loại bột đặc biệt lên vết cắt, giúp cầm máu và kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng và giúp lành vết thương nhanh hơn. Nhung hươu thực chất là sừng của hươu đực. Hàng năm vào cuối mùa hạ thì sừng hươu rụng đi, và mùa xuân năm sau thì lại mọc sừng mới. Sừng mới mọc thì rất mềm, bên trong chứa nhiều mạch máu. Mặt ngoài phủ đầy lông, sờ vào thì êm như nhung nên được gọi là nhung hươu. Thông thường, mỗi năm con hươu đực có thể thu hoạch nhung một lần. Tuy nhiên, nếu chúng được chăm sóc tốt, một năm có thể thu hoạch 2 lần. Sau khi thu hoạch, nhung hươu được cho vào nước đun sôi và sấy khô để loại bỏ một số tạp chất. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho nhung mau khô và đạt được chất lượng mong muốn. Sau đó, nhung hươu được treo hoặc là đặt trên giá đỡ để khô tự nhiên. Thời gian sấy có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào độ dày của nhung và điều kiện môi trường. Nhung hươu sau khi khô sẽ được cắt thành từng lát mỏng và được sấy khô một lần nữa, rồi đóng hộp và dán nhãn sẵn sàng chuyển đến tay người tiêu dùng. Từ khoảng 0,8 kg nhung hươu tươi qua quy trình sơ chế có thể thu được khoảng 0,2 đến 0,25 kg nhung hươu khô, tùy thuộc vào phương pháp và điều kiện sấy. Nhung hươu được biết đến như một trong những dược liệu quý trong y học cổ truyền Á Đông, chứa hàm lượng cao protein, axit amin, khoáng chất và nhiều loại vi chất dinh dưỡng khác, được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi không chỉ ở châu Á mà còn ở nhiều nền y học truyền thống khác trên thế giới. Để đảm bảo nhung hươu phát triển tốt cho mùa thu hoạch tiếp theo, sau khi cắt nhung, hươu cần được cung cấp chế độ ăn cân đối và giàu dinh dưỡng. Chế độ ăn của chúng thường bao gồm các thức ăn giàu protein và vitamin để hỗ trợ quá trình phục hồi và tăng cường sức khỏe. Bạn đã bao giờ thử ăn thịt hươu chưa? Thịt hươu được gọi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein và chất béo có lợi cho sức khỏe. Nó thường chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol hơn nhiều loại thịt khác, đồng thời cung cấp một lượng lớn các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, thịt hươu không chỉ là một món ăn ngon mà còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Các bạn cảm thấy là quy trình nuôi và thu hoạch các sản phẩm từ hươu này như thế nào? Hãy để lại ý kiến để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích video, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đặc biệt về đội ngũ sáng tạo đằng sau kênh của chúng tôi. Đầu tiên, xin giới thiệu biên kịch video của chúng tôi là một người có niềm đam mê sâu sắc với lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ giỏi viết lách, cô ấy còn là người dẫn đầu trong việc tìm hiểu và khám phá các phương pháp nông nghiệp tiên tiến trên toàn cầu đấy. Kế tiếp, chúng tôi tự hào giới thiệu về chủ kênh kiêm chuyên gia edit video của chúng tôi. Anh ấy không chỉ là linh hồn của đội ngũ sáng tạo mà còn là tấm gương về sự chăm chỉ và đam mê. Dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để chỉnh sửa video, anh ấy không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Trong hành trình sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và tình cảm của các bạn.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!